cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Dũng sẽ trở lại chương trình tin tức bằng phần điểm tin Việt Nam, kính thưa quý vị. Việt Nam ý kiến về việc Hun Sen lên án người xúc phạm ông trên Facebook. Chiều tối hôm qua, ngày 30 tháng 8, trả lời câu hỏi của báo giới về tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia lên án một số người xúc phạm trên Facebook của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ, việc một nhóm người được cho là người Việt Nam bày tỏ ý kiến cá nhân của họ trên mạng xã hội không phản ánh quan điểm của Việt Nam. Chúng tôi không đồng tình với việc sử dụng quyền tự do ngôn luận để xúc phạm cá nhân, bày tỏ thái độ kích động, cực đoan, chia sẻ tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Việt Nam rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Campuchia, và trên thực tế trong những năm qua đã nỗ lực cùng phía Campuchia duy trì và phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị tốt đẹp này. Vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, tuy nói như vậy nhưng Cộng sản Việt Nam vừa bỏ tù hai thanh niên vì tội dám bày tỏ quan điểm trên Facebook về đường lối của nhà nước. Hàng ngàn người Việt đã hồi hương từ Campuchia. Có khoảng 5.000 người Việt Nam từ Campuchia trở về Việt Nam và hiện đang sống tại khu vực Hồ Dầu Tiếng thuộc tỉnh Tây Ninh. Họ đã dùng thuyền của họ chạy từ Campuchia về và hiện sống ngay trên những chiếc thuyền đó. Thông tin này được báo điện tử Việt Nam Net bản tiếng Anh đưa ra vào ngày hôm qua và nhấn mạnh rằng những người này không có giấy tờ tùy thân và hiện nay chỉ vỏn vẹn có 20 người. Trong số họ được nhà nước Việt Nam cấp giấy tờ chứng nhận họ có quốc tịch Việt Nam. Đa số những người này làm nghề đánh cá tại khu vực biển hồ Tonle Sap bên Campuchia. Có hai lý do khiến họ phải rời bỏ nơi mà họ đã sống nhiều thế hệ là họ không thể hội nhập vào xã hội Campuchia. Ngay cả tiếng Khmer, họ cũng không thông thạo. Và điều thứ hai là biển hồ Tonle Sap đang cạn dần, khiến cho nguồn lợi hải sản ngày càng ít đi. Đa số trẻ em Việt Nam ở khu vực biển hồ Tonle Sap không được đi học và nhiều em đã bị suy dinh dưỡng. Những người Việt Nam này nói với báo chí Việt Nam rằng họ mong nhà nước Việt Nam cho họ có quốc tịch để họ có thể dễ dàng tìm việc làm, kính thưa quý vị. Kết thúc bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin buổi sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ. Quốc Dũng và chị Jenny xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật an lành và thoải mái.